bốn con nè, bốn cái bánh này, bốn con, năm con, nè thèm không? Đâu thèm đúng không? Thôi đừng, sáu con, còn nữa không? Túi thần kỳ à? Lâu lắm phải làm clip cho mấy ổng coi chứ. Đi ăn một biết mình còn cái gì mà. Đúng rồi. Nay đi săn nha các bạn. Này có chiến binh mới. Má cái này lầy ta ơi. Con này lầy. Lầy cố luôn. Chắc rồi, một bầy luôn nè các bạn. Lắm. Đó, một con. Một con nha các bạn. Dương cước gì? Ừ, một con. Cái này con chim mấy mà? Sắc ô mà. Úi, gãi gãi ra coi sao nó nhai cước vậy à. Ừ. Thôi hai cước này vậy cha. Đi vô cái răng luôn kìa. Chú dưới hả? Cầm cầm cho mày em lấy con mồi ra chứ nó mày. Kẹp kẹp. Má chụp sắc ô cha ơi, chụp cái thằng cổ chết ngắt luôn. Giờ êm rồi đó. Con đó sắc ô mà nó chết. Dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Em kêu thả không thả? Dính này nha các bạn. Dính con thẻ. Nó chụp hụt rồi. Nó chụp lại dính. Dính nha các bạn. Không biết em quay được pha đó không nữa. Hình như được. Không, tại ổng không thấy. Ổng thấy là nó dính dễ hơn rồi. Gỡ đi. Lầu lầu cái da con màu đỏ. Khẽ nha các bạn, còn sống nè. Ừ? Có túi hả? Cho mượn túi ba gang đi. Rồi, rút đi. Hai con à. Tiếp tục lên được. Má phà đó đẹp lắm núi. Ừ, không biết em quay được không. Má thôi. Đúng. Rồi, dính nữa nha các bạn. Thêm con nữa nha các bạn. Cầm nó ra ngoài đây đi. Cầm nó lên đi. Một con nữa nha các bạn. Giữ cho nó sống đi ông ơi. Đâu. Chết không nổi à. Bỏ vô đi. Muốn chết là quá trời quá. Con nữa nha các bạn. Cái này chắc livestream luôn quá à. Gặp con nào quất con đó là gì chết rồi. Đi.
vô khu này luôn, khu này nhiều. Dính luôn rồi đúng không? Hình như dính rồi đó. Dính rồi. Hả? Dính rồi đúng không? Không, sân cước nó mất. Con này free được rồi nha các bạn. Nhưng mà sân cước đỡ nó mất. Một con nữa nè. Ngu ngu tao lại mà không chạy. Bỏ khoái máy quay. Ông gỡ con chim đi, em gỡ mở gỡ cái đó cho. Đi nó đã giặt rồi. Để cánh. Sao cánh nghệ để cánh nghệ. Cánh nghệ. Ơ. Cái này thả con thẻ ra luôn kìa. Ta ơi. Nó không biết nó chụp chúng cái gì á. Má chụp con sẻ đuối sức quá. Ngồi đây cho nghỉ xíu đi. Cái dòng bét mà không này giống như kia được. Nhảy lên. Con này gỡ mồi còn khó hả? Ăn no luôn. Nè. Lao thì. Chết rồi. Trời chết rồi. Dạ, nó bắt chim sẻ chú. Vào đi, chú đi đâu. Cuối đường khó kìa, mấy con đông. Chết. Ba đẹp ghê ha, dí vòng vòng luôn ha. Cái này là tại sẻ nó bị quíu. Sẻ nó bị quíu. Mình đi thôi. Dính con nữa nha các bạn. Nó pha này dí sẻ chạy một vòng. Con sẻ này là nó bị rối chứ không là nó xảy rồi. Sẻ nó rối á. Quíu chân. Bay không được. Cái già luôn mới chịu nha. Hết chịu, không hợp tác hả mày? Đây. Con nữa nha các bạn. Tiếp tục cho nó ăn. Đù. Không có tính đâu, nó trời đó. Đó, dưới bãi kìa, dưới bãi cỏ quá trời. Ra đứng ngoài bãi cỏ cho bỏ tia. Đó trên đây này. Rồi đứng ngay bãi cỏ cho bà tia đi, mấy con này chết. Đi sớm xíu được. Nó bắt con gì. Ê, con này cưng quá, con này giống gì chú? Đi hết rồi hả? Con này giống gì? Cưng quá. Ô người nó chắc ha. Cưng quá. Chắc nuôi ha. 3 tuổi rồi đó. Dạ. Nhỏ nhỏ gì nuôi cưng nè, lớn quá. Bà đã kìa. Dạ đúng rồi. Không. À, nó chìm bay chưa? Mấy bữa trước đây nhiều lắm, hôm nay đâu hết rồi. Dạ. Sáng á, sáng này không mấy con. Dạ dạ. Chơi, dính. Một con nữa nha các bạn.
Ôi con này săn easy gì nhỉ? Đụng là dính à. Để đi. Ông cứ lo con chim đi. Một con nữa nha các bạn. Mới săn coi xíu à. Bay đường nào là dính con đó à. Má cái răng nó bự quá, bực quá ơi. Về đổi răng nhỏ đi. À hình như trong túi em có răng nhỏ đúng không ta? Có không ta? Có, để đổi luôn. Đổi cho cầm cho xăng cho đã. Cất nữa hả? Đây cho em mượn đi. Con này lỗ chọc đầu luôn. Con nữa nè các bạn. Dơ xẻ coi nó thèm không? Không thèm luôn á chứ. Đang cục mồi mà thèm. Mớ luôn kìa. Đó, chơi con này đi. Con cục điện nè. Mày. Ê coi sảy con. Rồi vô lụm nó đi. Con nữa nha các bạn. Chụp ngu đi, chụp ngay bãi rác con. Lên đi, gỡ đi. Con nữa nha các bạn, con này cũng sẽ già. Vô vỏ. Bộn chưa? Nó mạnh quá vậy. Mấy con ở dưới á, nó mè nó ra đó. Tiếp tục nha các bạn. Gỡ cước rồi. Gió quá trời. Ngược gió, bắt trên không mấy hoa gì mới đẹp. Bắt trên không cái trái tay xíu nhưng mà lụm đi. Trên bãi cá. Rồi nó xuống nữa rồi. Con này bị điên rồi. Con này không biết sợ. Xẻ này không biết sợ. Bắt nó con, nó không biết sợ đâu. Chết, mày ui, xui. Tha đó xui. Quá xui. Bay đẹp ha, bét nó bay đẹp ha. Xui quá con. Làm lại. Ui, nó làm mấy nhịp luôn. Rồi nó nùi rồi. Ừ, căng lắm á, tha này căng lắm. Quay vô. Mày làm mất cái guồng này. Cái guồng đang dính mà. Tại em dướng vô, xả nó chui vô á. Nút rồi đó. Mẹ bấm chục cái rồi đó. Bé nó chim luôn rồi. Rồi mày xong rồi. Ghê gì ta hả? Dính con nhớ vậy. Con này nó bị cờ. Con này chắc gì
đâu đếm coi, 1, 2, 3, 4 con nè, 4 cái bẩm này, 4 con, 5 con, nghe thèm đâu, đâu thèm đâu không, thôi đừng, 6 con, còn nữa không, chú thần kỳ vậy, 7 con hả, 7 con nhớ bạn. Đi chăng anh em dạo xíu buổi trưa thì mấy con nay trời mát. Ờ con nó ăn nữa 8 con. Được rồi luôn, toàn trẻ không à. Nhiều quá phân tâm thôi. Đã bay lên nguyên đám rồi, hết rừng bắt luôn.